Hello tất cả các bạn. Simulator. À, mình sẽ chào các bạn luôn. Chào các bạn, mình là người này. Hôm nay mình sẽ chơi Pet Simulator. Mình đang Herbro. Hôm nay mình sẽ quay cùng tập luôn. Mình sẽ quay liên tục từ đầu đến mình định tiết kiệm tiền để mua mấy con pet. Còn mình còn định tiết kiệm pet NTT bằng mình à. Rainbow. Cái này là robot. Ok, và mình chào các bạn luôn. Chào các bạn, mình là người này. Hôm nay mình sẽ quay video chấm hỏi chúng ta. Ồ, bên kia có gương nào không ta? Có cái gương là mình hơn lắm luôn á. Giờ qua bên này đào luôn. What the f- mình sẽ cách xa tụi nó. Wow, đúng như nó là MDT ba không ba, như nó là cái gương đó là tổng cộng là 18,000 không 20,000 máu. Nếu mà các bạn đầu nhiều thì các bạn sẽ được qua cái thế giới 5 tỷ. Đổi thằng nào đây, đổi, nó đồng ý không ta? Yes, are you sure? Mình không có nhìn thấy cái gì hết. Ok, tụi nó sẽ đào xong rồi. Ok, đào cái gì có được không ta? Oh, nó đỡ cho mình. Không có gì hết. Cờ. Bấm dây nâng cấp cho nó lẹ. Yeah. Giàu rồi. Các bạn xem bao nhiêu nha. Wow, oh shit. Chi. Good game. Đấy. Con này là chạy nhanh 6,000. Beast One. Ok, lên cấp. Mình đang chơi trên PC nha. Nhìn là cũng biết rồi. Tao quá nghèo. Mình đi kiếm cái gương mình quẩy đây. Mình chỉ thích xài gương thôi. Tại gương nó nhiều tiền. Mà nó nhiều con chim. Đó, mấy con này là đi là không chơi về. Được thôi, mấy con này đi là luôn luôn chơi về. Cho dù các bạn xa nó đến cỡ nào, cực xa, siêu xa luôn. Họ thấy chưa? Các bạn thấy nó chạy như quỷ không? Trời ơi, con ong chạy như ma. Mình đặt tên mấy con này là đồ bếp Kiki. Là con chó nhà mình đó các bạn. Con chó nhà mình tên là Kiki. Xem nha, giờ mình sẽ đi xa nó, siêu xa tụi nó. Phụt. Mình còn chưa kịp đi xa của nó luôn á. Ok, mình thấy thời gian rồi. Thank you.
mình muốn lấy tiền mình lên mặt trăng mấy bạn ơi. Mình muốn lấy tiền mình lên mặt trăng quá các bạn ơi. Trời. Sprite. Các bạn thấy không? Nó đi như nhanh như quỷ vậy. Các bạn sẽ trở nên giàu, cực giàu, siêu giàu, phải giàu. What the f- Mình sẽ trở thành chùm chùm best simulator đây. Được rồi, the best GG 2.0. Thằng nào qua giúp nó đi. Trong Roblox lại có một cái điều rất buồn. Các bạn càng đi xa thì các bạn về shop rất là lâu. Mà có mỗi lần các bạn về shop là mà Roblox nó cũng đâu có cho chạy nhanh đâu đúng không? Nó cho đi bình thường à. Mày đào chậm quá. Nào con ông ơi vô đi. Ok, trong lúc nó đào thì mình sẽ đi thoát thân. Đây mình sẽ cho các bạn biết cái lỗ trong Best Simulator nha. Giờ mình đợi tụi nó nào xong nè. Ok, trong lúc đợi mình sẽ chơi. Nó quá, đến điện máy xanh nha. Sao đâu đâu vậy? Oh shit. Nè đó. Rồi xong, con kia mất tích rồi. What the f... Oh shit. Các bạn vừa mất bét. Đó, các bạn mất hai con bét luôn. What the... Ủa tại sao mình lại mất bét nhỉ? Oh, cái tay mình thâm vô xong rồi. Quá đi. Bất chụp. Ồ, có cái gương. Chạy rồi. Ôi trời ơi, mày đi nhanh thế. Ha ha. Sao tụi mày đào nhanh thế? Nói bạn thấy chưa? Nãy giờ mình đi hơn 1 phút. Mà nó chạy tới rồi. Giờ này mình không thể quay room bắt grab được. Tại mình lỡ xá rồi. Mình xá xong mình nó kêu là mình đã giờ xong nó kêu là mình phải bỏ cái adblock đi. Xong mình không biết bỏ đâu nên mình tạm thời mình không thể quay được Minecraft. Nên tạm thời các bạn cứ tạm thời các bạn cứ xem video Roblox của mình nha. Nào đào đi nhà. Ok, mình sẽ vô nhà ở. Trong cái lỗ này là cái nhà nó chả biết làm gì nữa. Ôi trời. Cái gương. Lại đào đi anh em ơi. Ta là thân của mệnh đây mày ơi. Ok bà, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like và một share nha. Còn thấy thích không nữa thì các bạn hãy nhấn nút subscribe. Tạm biệt.